Xin chào mọi người, để đăng được bài chuẩn SEO và giúp sản phẩm của chúng ta lên top tự nhiên một cách nhanh chóng ở trên Shopee thì chúng ta cần phải tạo ra một list từ khóa. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị em một cái công cụ mà nhà Tú thường xuyên sử dụng để tạo ra hàng nghìn từ khóa mà nó có liên quan đến sản phẩm của chúng ta để chúng ta có thể đăng được bài chuẩn SEO. Thì anh chị em sẽ vào phần công cụ đào từ khóa của phần mềm này. Công cụ đào từ khóa. Tôi lấy ví dụ như shop nhà Tú đã đăng là ngành hàng thời trang nam, thì tôi lấy ví dụ tôi search từ khóa áo thun, đúng không ạ, để xem nó sẽ tạo ra được những từ khóa như thế nào nhé. Áo thun, tìm kiếm. Đây, mọi người có thể thấy nó tạo ra rất nhiều từ khóa, đúng không ạ, và nó đang tăng lên. Lượt tìm kiếm trên Shopee là 1.845.144 lượt tìm kiếm cho sản phẩm từ khóa áo thun này, và nó tiếp tục tăng và nó tăng đến hàng nghìn từ khóa. Thì với cái số lượng tìm kiếm này nó sẽ chính xác 100% so với trên Shopee. Để tôi check thử xem trên Shopee thì cái lượt tìm kiếm nó có khớp không nhá. Đây, ví dụ từ áo thun này, 1.845.144 này, áo thun. Đây là ở trên Shopee, giao diện ở trên Shopee. Tôi search xem là trong vòng 1 tháng thì từ khóa áo thun này trên Shopee được tìm kiếm bao nhiêu nhá. 1.845.144. Và đây cũng là 1.845.144. Mọi người thấy gần như chính xác không? Chính xác 100% đúng không ạ? Tôi search từ áo thun nam nhá, 31.259 xem có đúng không? Áo thun nam. Đây là lượt tìm kiếm trong vòng 1 tháng được không ạ? À, đây tức là nó ra hai từ áo thun nam, từ khóa trên là 1.254.000 nhưng từ khóa dưới là 31.259. Đây tôi xem này. 31.259 đúng chưa ạ? Cái từ áo thun nam kia cũng có, nó sẽ tìm ra nhá, nhưng mà nó đang tìm đúng không ạ? Nó đang vẫn đang cao. Tiếp tục từ khóa áo thun nam 107.393 xem đúng không nhỉ? Áo thun nam search 107.393 rất là chính xác đúng không ạ? Chính xác đến từng con số đúng không ạ? 107.393. Thế để cho anh chị em thấy rằng nó đang tăng lên đúng không ạ? Thì đây là một cái trong những từ áo phông mà tụi đã search rồi, thì nó ra được 925 kết quả và chúng ta có thể tải file Excel về đúng không ạ? Tải tệp Excel về. Đây tụi đã tải tệp Excel về để xem nó ra cái gì nhá. Đây mở ra này, tải rất là nhanh đúng không ạ? Đây thì khi tụi search, tụi tải tệp Excel về thì nó sẽ ra những thông tin như thế này. Thì tụi hoàn toàn có thể sắp xếp được cái từ khóa này là cho nó là cái số lượng tìm kiếm từ cao xuống thấp để chúng ta có thể dễ dàng tìm ra được những từ khóa có nhiều lượt tìm kiếm. Đây, ví dụ như từ áo phông này 2.567.000 lượt tìm kiếm này, hay áo thun nam đẹp này 91.300, áo thun nam Z có lượt tìm kiếm là 91.303. Thì chúng ta dựa vào cái bảng này, chúng ta có thể dễ dàng có thể tạo ra được list những từ khóa để chúng ta đăng bài chuẩn SEO. Ngoài ra có một cái tính năng rất là quan trọng, đó là chúng ta có thể lấy những từ khóa này để chạy đấu thầu từ khóa. Và mọi người hiểu đây này, khi chúng ta có rất nhiều từ khóa này thì chúng ta sẽ tìm ra được những từ khóa ngách để chúng ta có thể chạy được đấu thầu từ khóa hiệu quả.